chút nhà tí nhà tí. Hôm nay là ngày khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Đình Xuân Trạch. Hiện nay bà con đã tề tựu rất đông đủ và lễ cắt băng chuẩn bị tiến hành. Quay nhá, chờ em quay không? Không quay video mà chưa để mà chưa. Đi chung quá. Rồi. Đây. Không không đâu. Trưởng họ. 450 chứ. Anh quay phong cảnh trong này đấy, là phong cảnh. Bỏ bớt cái thế này vào trong. Ngoài công việc đang được tiến hành chuẩn bị và đang sẵn sàng cho đến đúng giờ là sẽ tiến hành lễ khánh thành. Thư ký của họ và là trưởng chi hai, đồng chí bác Nguyễn Đình Lập đang chuẩn bị diễn văn khai mạc. Một lần nữa, ban tổ chức của dòng họ xin kính mời toàn thể các cụ, công các bà, các cô chú chúng ta tập trung tại trong nhà thờ và phía trước nhà thờ để buổi lễ khánh thành nhà thờ của họ Nguyễn Đình được bắt đầu. Buổi lễ khánh thành nhà thờ dòng họ Nguyễn Đình xin phép được bắt đầu. Để buổi lễ được tiến hành, ban tổ chức của dòng họ xin kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà, các cô, bác, anh chị em cùng toàn thể dòng họ đứng dậy và hướng về bàn thờ tổ. Xin kính mời. Xin kính mời bác Nguyễn Tử Huy, trưởng họ, thắp hương trình tổ. Ban tổ chức kính mời ông Nguyễn Đình Tâm, thủ tuyên chống của dòng họ, cháu Nguyễn Đình Thăng, thủ tuyên xương của dòng họ, đánh ba hồi chín tiếng chống chiêng báo cáo tổ tiên dòng họ. Bắt đầu. Ban tổ chức xin kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà ngồi xuống và an tọa. Lễ cắt băng khánh thành cũng đã xong. Đây là những giải băng khánh thành nhà thờ. Xin mời toàn thể các vị công các bà các cô chú bác chúng ta ổn định chỗ ngồi. Kính thưa các quý vị, kính thưa các vị quý khách, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các thành viên trong dòng họ Nguyễn Đình. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức dòng họ, xin kính chúc toàn thể các cụ,
các ông, các bà, các chú, các bác trong dòng họ mạnh khỏe, làm ăn phát đạt và hạnh phúc. Xin được chào các bạn. Cách đây hơn 100 năm, vào năm 1894, đời vua Tự Đức, các cụ của dòng họ Nguyễn Đình chúng ta đã xây lên được ngôi nhà thờ tổ và tồn tại cho tới nay. Trải qua hơn 100 năm, nhà thờ họ đã xuống cấp nghiêm trọng. Được sự đồng tâm nhất trí của toàn thể các chi và dòng họ, với sự đóng góp tiền của và công sức của toàn dòng họ, hôm nay nhà thờ đã hoàn thành. Được sự nhất trí của chính quyền địa phương, của hội đồng gia tộc, của các chi dòng họ chúng ta hôm nay tổ chức lễ khánh thành nhà thờ Nguyễn Đình tại Xuân Trạch, xã Xuân Khánh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Chúng ta dành một tràng pháo tay nhiệt liệt để đón chúc chúc mừng ngày khánh thành của nhà thờ chúng ta. Tới dự buổi lễ cắt băng khánh thành nhà thờ hôm nay, ban tổ chức dòng họ xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện có mặt của các đại biểu. Về đại biểu xã Xuân Canh hôm nay, các đồng chí xã Xuân Canh bận không tới dự với dòng họ chúng ta được. Đại biểu Thôn Xuân Trạch xin trân trọng. Hiện nay là mà trưởng bí thư và trưởng thôn và phó thôn cũng là chưa có mặt, cũng xin là hướng các cụ của hôm nay ngày tới dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin dòng họ, ban tổ chức của dòng họ xin trân trọng giới thiệu có đầy đủ các cụ, các ông, các bà, các thành viên trong họ, và đặc biệt tất cả các cụ ông, các bà là con trai, con gái, con dâu, con dở đã có mặt hôm nay. Chúng ta nhiệt liệt chúc mừng ạ. Ban tổ chức xin giới thiệu nội dung của buổi lễ gồm các phần như sau. Phần 1, khai mạc lễ khánh thành. Phần 2, lễ cắt băng khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Đình. Phần 3, toàn dòng họ sẽ xem video clip quá trình xây dựng của nhà thờ hơn 4 năm nay. Phần 4 là kính mời các cụ, công các bà và toàn thể dòng họ chúng ta thụ lộc. Xin một tràng pháo tay. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Thìn, đại diện cho hội đồng gia tộc của họ, lên phát biểu khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Đình của chúng ta. Xin kính mời ông. Kính thưa toàn thể gia tộc họ Nguyễn Đình, lời đầu tiên cho phép tôi xin thay mặt cho hội đồng gia tộc kính chúc toàn thể quý khách có mặt ngày hôm nay sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Kính thưa dòng họ ở nhà thờ họ đã xây dựng từ năm 1894, đã qua nhiều năm, qua nhiều đời được ông cha ta gìn giữ và tu bổ, song trải qua thời gian đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Dòng họ đã họp bàn bạc thống nhất để xây dựng lại. Trong 4 năm xây dựng đã được toàn thể gia tộc góp sức công sức của, đặc biệt trong đó có con cháu cùng với, tức là con gái của họ, của dòng họ Nguyễn Đình ta cũng đóng góp một phần. Đặc biệt có sự quan tâm của gia đình ông Tu và bác Tùng. Đến nay nhà thờ đã hoàn thành. Hôm nay ngày lành tháng tốt, hội đồng gia tộc tổ chức làm lễ khánh thành nhà thờ. Sự có mặt của toàn bộ ông bà, các ông, các bà trong dòng họ là niềm vinh dự to lớn trước vong linh của tổ tiên và gia tộc. Chúng tôi với ý nghĩa to lớn
xin tuyên bố lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn. Xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu, xin kính mời ông Nguyễn Đình Bình đại diện cho hội đồng gia tộc, bác Nguyễn Đình Huy trưởng họ, ông bác Nguyễn Đình Lộc đại diện cho chi hai, ông Nguyễn Đình Lăng đại diện cho chi ba và ông Nguyễn Đình Tâm đại diện cho chi bốn. Chúng ta ra phía trước cổng thêm cổng của nhà thờ để thực hiện nghi lễ các ban khánh thành. Vâng, xin kính mời. Dạ thánh ạ, nghe ra chung một đường được, kính thưa toàn thể các vị con các bà trong hội đồng, trong dòng họ Nguyễn Đình, nhà thờ họ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh của mỗi gia đình, mỗi người trong gia tộc chúng ta. Nhà thờ họ là nơi hội tụ hồn thiêng của dòng tộc, nơi con cháu hướng về hàng ngày cảm nhận được sự ấm áp gần gũi che chở của ông cha với con cháu, phù hộ độ trì cho mọi công việc được hanh thông và an lành. Nhà thờ họ là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi hội tụ của con cháu kính cẩn dâng hương lễ vật, kính cáo với tiên tổ những thành tích của thế hệ đang sống, bày tỏ ước mong được phù hộ độ trì, được che chở cho con cháu trong họ muôn đời ấm no. Chính vì vậy, nhà thờ họ là mái nhà chung cho hết thảy những ai có tấm lòng luôn hướng về cội nguồn. Theo bút tích của tổ tiên chúng ta ghi lại trên bia đá của dòng họ đang còn lưu giữ, năm 1894 đời vua Tự Đức, các cụ trong họ đã có đất và làm được ngôi nhà thờ của dòng họ Nguyễn Đình chúng ta và tồn tại tới ngày nay.
trải qua hơn 100 năm với sự bào mòn của thời gian, sự khắc nghiệt của thời tiết, nhà thờ đã xuống cấp nghiêm trọng, yêu cầu cấp bách phải cải tạo và xây dựng lại. Được sự đồng tâm nhất trí của toàn thể các chi và mọi người trong dòng họ, với sự đóng góp và tiền của và công sức của các thành viên trong toàn dòng họ, đặc biệt được sự thành tâm công đức lớn lao của hộ gia đình ông Nguyễn Đình Thu, chi ba. Hôm nay ngày 24 tháng 4, tức ngày 13 tháng 3 năm Tân Sửu, nhà thờ đã được hoàn thành khang trang, bề thế và uy nghiêm. Quá trình hơn 4 năm từ việc bàn bạc thống nhất đến tiến hành làm từng hạng mục của nhà thờ, cũng như sự quyết tâm của toàn dòng họ sẽ được thể hiện rất rõ qua video do Hội đồng Gia tộc và Ban tổ chức của dòng họ thu thập tư liệu, soạn thảo và công chiếu ít phút nữa đây. Kính thưa toàn thể dòng họ, sau bao ngày mong đợi đến hôm nay, trước mặt chúng ta là ngôi nhà thờ cổ khang trang lộng lẫy, cổng nhà thờ bề thế uy nghiêm, ấm lòng tổ tiên và mát dạ con cháu nội ngoại. Để có được công trình nhà thờ họ khang trang lộng lẫy như hôm nay, dòng họ chúng ta vô cùng cảm động và ghi nhớ tất cả sự cố gắng nhiệt tình của nhiều người trong dòng họ. Đặc biệt chúng ta mãi ghi nhớ tấm lòng thành tâm sâu sắc của vợ chồng ông Nguyễn Đình Thu và sự tích cực cao độ của bác Nguyễn Đình Tùng, con ông Thu, chi ba, đã dành tình cảm sâu sắc tới dòng tộc, tới tổ tiên và công đức lớn lao xây dựng nhà thờ họ như có được ngày hôm nay. Dòng tộc họ Nguyễn Đình chúng ta vô cùng cảm động và ghi nhớ sâu sắc tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú nội ngoại đã có tấm lòng đóng góp và công đức xây dựng lại nhà thờ. Chúng ta vô cùng cảm động và ghi nhớ các con cháu gia đình địa giới đã có tấm lòng công đức xây dựng nhà thờ. Toàn dòng họ phấn khởi và hân hoan đón ngày khánh thành hôm nay. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng và giới thiệu và kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà và toàn thành viên trong dòng họ xem video clip quá trình xây dựng của nhà thờ họ chúng ta hơn 4 năm nay, từ năm 2017. Xin kính mời các cụ chúng ta xem và sau đó các cụ sẽ cho những ý kiến đóng góp. Qua mấy trăm năm biến động của lịch sử, duy nhất dòng họ Nguyễn Đình chúng ta còn giữ được một ngôi nhà thờ cổ kính, trong đó bảo tồn được những tấm bia đá cổ, luôn luôn giữ được truyền thống hiếu học và cần cù lao động, năng động sáng tạo trong công việc hàng ngày, mà ba chữ đại tự trong nhà thờ: tư duy tắc, lấy suy nghĩ, tư duy làm phép sống, phương châm.